Tẩy tết bào chết thôi cả nhà. Hello cả nhà, hôm nay em lại hướng dẫn cho mọi người cách tẩy tế bào chết như thế nào cho đúng nhé. Trước hết là các tình yêu, các chế hãy dùng xà phòng hoặc là dùng Lifebuoy hoặc là dùng nước rửa tay để làm sạch cái bàn tay của mình trước đã. Bởi vì khi các chế để tay mà nó không có sạch thì bao nhiêu cái vi khuẩn nó nằm trên lòng bàn tay vô tình chúng ta lại đưa lên trên da mặt của mình. Nó sẽ gây ra cái tình trạng là viêm nhiễm. Cho nên trước hết chúng ta hãy làm sạch đôi bàn tay của mình bằng xà phòng Lifebuoy hoặc các nước xà phòng rửa tay thông thường. Đấy, xong rồi các tình yêu sẽ tẩy trang, sau đó các tình yêu dùng sữa rửa mặt khô thật sạch. Rửa mặt xong thì các tình yêu có thể dùng bông tẩy trang để lau khô da mặt của mình. Và bước tiếp theo, sau khi tẩy trang xong thì các tình yêu sẽ tẩy tế bào chết. Và theo như cái sản phẩm của mình thì mình sẽ sử dụng tẩy tế bào chết ở đây. Tẩy bước tế bào chết mình còn đang sử dụng ở đây nha mọi người. Tẩy tế bào chết 2 lần trên 1 tuần. Thì bây giờ là ngày cuối tuần rồi, mình sẽ sử dụng là tẩy tế bào chết cho da mặt mình thôi. Bây giờ mình tay đã khô, da mặt cũng đã khô, mình lấy một lượng vừa đủ, mình để lên và bôi đều. Đấy, bôi đều. Đấy, kể cả vùng cổ nữa nha cả nhà. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành massage theo đường xoắn ốc. Đấy. Đây nè, đây, thấy chưa? Trên da, trên cổ này, chúng ta sẽ massage trên trán trước, massage vùng da trán trước. Sau đó chúng ta massage ở vùng mũi. Đó. Vùng mũi thì chúng ta đưa theo chiều từ dưới lên trên. Đấy. Chúng ta thực hiện massage theo chiều xoắn ốc. Vùng má, vùng gò má, đây, tức là cái vùng da này là nhạy cảm nhất. Cho nên các tình yêu hãy thực hiện nhẹ nhàng. Vùng miệng thì chúng ta thực hiện là massage theo chiều ngang. Nhẹ nhàng nha mọi người. Hãy nhẹ nhàng với làn da của mình. Đừng chà sát, đừng có chà mạnh vào. Đừng có thấy mà nó không có ra tế bào chết lại chà. Chà như vậy là da nó hỏng hết. Đây, chúng ta cứ thực hiện massage đều trong 2 phút. Sau đó